Kính chào các em đến với buổi ôn tập với chủ đề nghệ thuật trung đại Việt Nam. Bài số 4, trang phục áo dài với họa tiết dân tộc. Thì ở bài này chúng ta có phần tìm hiểu trang phục áo dài Việt Nam, cách tạo hình và trang trí chiếc áo dài, và phần thứ ba là phần chúng ta thực hành trang trí áo dài với họa tiết trang trí dân tộc. Ở phần tìm hiểu trang phục áo dài Việt Nam, cô có vài câu hỏi. Các em hãy quan sát hình 1, 2, 3 sách giáo khoa trang 18 và trả lời những câu hỏi sau. Em hãy cho biết áo dài gồm có mấy bộ phận chính. Câu số 2, nhận xét các hình thức trang trí trên áo có giống nhau hay không. Câu số 3, vị trí, tỷ lệ màu sắc của các họa tiết có giống nhau hay không? Mời các em cùng quan sát và trả lời câu hỏi. Sau khi chúng ta đã quan sát và chúng ta chốt lại, họa tiết trang trí trên áo dài là điểm nhấn tăng thêm giá trị thẩm mỹ của áo dài Việt Nam. Và ở đây cô cho các bạn xem các bộ phận chính của áo dài. Đầu tiên là phần cổ áo, phần thứ hai là phần tay áo, và thứ ba đó là phần tà áo, hoặc còn gọi là thân áo, chia ra làm hai loại, đó là thân trước và tà sau, và cuối cùng đó là phần quần dài. Ở phần 2, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tạo hình và trang trí chiếc áo dài. Ở phần đầu tiên, chúng ta sẽ tạo hình chiếc áo dài cân đối trên giấy. Chúng ta có thể tạo dáng chiếc áo dài với cái tay đưa qua và đưa lại. Nhìn rất là thướt tha và mềm mại. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ lựa chọn họa tiết dân tộc. Thì ở đây cô gợi ý chúng ta có thể chọn những cái họa tiết thời Lý, thời Trần, thời Lê, thời Nguyễn, nói chung là thời trung đại mà chúng ta yêu thích. Và đây cô cũng sưu tầm được một số những cái họa tiết của các triều đại thời trung đại để chúng ta tham khảo. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành vẽ họa tiết lên trên chiếc áo dài. Thì ở đây chúng ta có thể thiết kế áo dài nam hoặc áo dài nữ cũng được. Nhưng mà sau đó chúng ta phải biết sắp đặt họa tiết sao cho phù hợp. Chứ không phải lúc nào cũng bó bột là phải là đặt ở khoảng giữa của cái ngực hoặc là tập trung ở phần dưới tà. Thì chúng ta có thể nhấn ở phần eo, hai tay hoặc là thể hiện hình ảnh hoa rơi. Từ lớn tới nhỏ, vân vân. Cuối cùng là phần chúng ta thể hiện màu sắc. Chúng ta có thể thể hiện những cái gam màu, một màu, hai màu hoặc là ba màu hòa với nhau, tùy theo ý thích mà chúng ta thay đổi gam màu. Ai thích gam màu nổi thì chúng ta có thể sử dụng những cái gam màu tiêu nổi bật. Còn ai thích những gam màu nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ thể hiện những gam màu nhẹ nhàng, hoặc là chúng ta có thể thể hiện những gam màu chuyển. Phần thứ ba, chúng ta sẽ thực hành trang trí áo dài với họa tiết dân tộc. Vì đây là bài kiểm tra giữa kỳ và cũng là bài đầu tiên, thì cô sẽ cho các bạn thực hiện theo nhóm để chúng ta mang các tâm là mang cái tâm lý chúng ta sẽ cùng học hỏi lẫn nhau trước. Vậy thì chúng ta sẽ cùng lựa chọn một những họa tiết mà cô đã gợi ý để có thể trang trí lên chiếc áo dài truyền thống trên giấy A3. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tham khảo một số những cái mẫu áo dài mà cô đã sưu tầm của các bạn học sinh có, của các nhà thiết kế có, để chúng ta tham khảo cách sắp đặt họa tiết như thế nào cho phù hợp. Và đây là những mẫu thiết kế của các nhà thiết kế thời trang về những các mẫu áo dài
cách điệu. Và đây là những mẫu áo dài nam cũng được trang trí rất là đẹp với những cái họa tiết hoa dây làm điểm nhấn cho chiếc áo dài. Mặc dù rất là nói chung chỉ là những họa tiết hoa dây nhưng mà cũng là điểm nhấn rất là quan trọng trong cái áo dài nam. Ở phần hướng dẫn về nhà thì cô yêu cầu các nhóm chúng ta chuẩn bị cho cô giấy A3, bút chì, gom, màu và sưu tầm thêm những cái họa tiết trang trí của các triều đại để chúng ta có thể trang trí vào trong cái bài vẽ. Và dặn cho bài sau thì các bạn sẽ xem trước bài bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam, rồi mang đầy đủ dụng cụ như là sách giáo khoa, tập, bút, viết, vân vân, và sưu tầm thêm một số những cái công trình kiến trúc thời trung đại. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Thân ái chào các em, chúc các em đạt được kết quả tốt trong đợt kiểm tra sắp tới.